Còn đây cục ở tiên 019 nha mọi người. Đây là nó còn cái tem của cái giá bên Nhật nó dán luôn nè. Tiên của Đức nha. Còn tem luôn. Chỉnh sọ. Chờ em một tí nha. Tại vì một tay giật không được. Mồi sen nổ đó là phải quay máy sống cho anh khách thật biết.